Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Bây giờ là sáng chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày chủ nhật, một cái cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại cái phần tin tức buổi sáng Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ cũng như là cập nhật với các bạn những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện gây cấn nó đang xảy ra dưới cái chính quyền của chú Bảy, bao gồm 3 nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, lời cảnh báo đáng sợ của tỷ phú ở Mỹ. Nội dung thứ hai, chú Bảy đã lập kỷ lục trong 278 ngày đầu tiên tại vị, nghĩ nhiều hơn làm. Nội dung thứ ba, chú Bảy đã thua 10 tổng thống tiền nhiệm trong lịch sử của nước Mỹ trong 9 tháng đầu tiên tại vị. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời các bạn theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để mọi người xung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và cũng đừng quên để lại một cái like, viết vài chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mời các bạn nghe nhé. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới cái lời cảnh báo đáng sợ của một tỷ phú ở Mỹ. Và cái lời cảnh báo này nó liên quan tới tình hình cuộc sống của người dân Mỹ, trong đó có chúng ta. Nó như thế này nè các bạn, trong 9 tháng vừa qua, những cái chính sách, những cái chiến lược, những cái sách lược mà phía đảng Dân Chủ cũng như là chính quyền của chú Bảy đưa ra, nó đã làm cho tình hình kinh tế càng ngày càng đi xuống, tình hình lạm phát càng ngày càng đi lên, và cái con số nợ nần thì nó lên tới ngút đầu, đứng bên bờ vực thẳm để mà bể hụi dở nở. Thì vào ngày hôm qua, người sáng lập ra cái trang mạng xã hội tên là Twitter, kim tỷ phú ở Mỹ này, ông này tên là Jack Dorsey, đã ra một cái lời cảnh báo đáng sợ và lo ngại cho người dân Mỹ về cái tình hình lạm phát đang leo thang ở Mỹ và mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai. Đó là những gì mà ông ta đã cảnh báo. Nó như thế này thì các bạn thấy đó, hiện tại bây giờ vật giá leo thang, xăng cộ mắc mỏ, mọi thứ khan hiếm, nó đã làm cho cái tình hình kinh tế trở nên coi như là tồi tệ và lạm phát, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân Mỹ, trong đó có cả người Việt Nam của chúng ta ở Mỹ, và có thể nói là nó ảnh hưởng ra bên ngoài thế giới luôn các bạn. Thì vào ngày hôm qua, ông Dorsey đã viết trên cái trang Twitter như thế này: siêu lạm phát, ông ta gọi là siêu lạm phát, sẽ thay đổi mọi thứ và nó đang diễn ra cực kỳ tồi tệ dưới cái chính quyền của chú Bảy. Bên cạnh cái lời cảnh báo đáng sợ của ông tỷ phú này, thì vào ngày hôm qua, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tên là Jerome Powell thừa nhận là cái tình hình lạm phát có khả năng kéo dài thêm 1-2 năm nữa dưới cái chính quyền của chú Bảy, đồng thời cũng cảnh báo cái kịch bản này có thể tồi tệ và càng ngày càng tồi tệ. Tại vì sao? Chính quyền của chú Bảy không lo, chính quyền của chú Bảy chỉ lo xài tiền. À, thành ra dĩ nhiên khi mà cái lạm phát như thế này thì mình phải lo làm một cái chuyện gì đó để mà sửa đổi lại không. Nhưng mà cái này càng lạm phát thì chính quyền của chú Bảy càng đưa ra những cái dự lực, những cái gói hỗ trợ đang nằm chờ đó các bạn, trong quốc hội đó, 1.200 tỷ đô la, 3.500 tỷ đô la để chờ xài tiền, cho nên dĩ nhiên nó sẽ làm cho lạm phát leo thang thêm nữa, không còn cái nấc thang nào để leo luôn, nó tóm lại là càng ngày càng tồi tệ. Đó là những gì mà chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang đã chia sẻ vào ngày hôm qua. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Một lần nữa, chú Bảy đã lập một cái kỷ lục trong 276 ngày đầu tiên tại vị. Và cái kỷ lục này là như thế nào? Tức là chú Bảy nghĩ nhiều hơn làm. Chỉ có 276 ngày trong tòa bạch ốc thôi mà chú Bảy đi chơi hết phân nửa rồi. Rồi sau đây mời các bạn nghe chi tiết nhé. Thì vào ngày hôm qua, CNN bây giờ thì cũng đã bắt đầu là quay lưng trở mặt lại với chú Bảy rồi. Thì vào ngày hôm qua, đài CNN đã chia sẻ cái lịch trình, chia sẻ công khai cái lịch trình của chú Bảy, cho thấy tổng thống chú Bảy đã dành một khoảng thời gian đáng kể để rời khỏi tòa bạch ốc, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Tức là nó như thế này, ông ta nghỉ đi chơi nhiều hơn là làm đó các bạn nhé. Rồi thì
bao gồm cả chuyến đi đến Delaware vào cuối tuần, tức là Delaware là cái quê hương của ông ta đó, và chú Bảy đã thực hiện 35 chuyến đi cá nhân và dành toàn bộ 108 ngày trong số 276 ngày đầu tiên tại vị để mời đi đến trại Davis hoặc là trở về quê hương của mình ở Delaware để nghỉ hè. À các bạn thấy không, gần phân nửa cái số tổng thời gian chú Bảy đương kim làm chức vụ mà đã nghỉ hết phân nửa rồi. Rồi thì 69 trong số 108 ngày chú Bảy ra khỏi tàu Bà Đốc á, là chú Bảy dành riêng cho cái thời gian ở Wilmington. Ở trong 23 chuyến đi thì 7 ngày tại ngôi nhà ở bãi biển Report, rồi trong 2 chuyến thăm và 32 ngày ở trại David. Đó các bạn thấy chưa, tức là nó tóm lại là chú Bảy đi chơi, đi về quê hương, đi trại David, đi biển này này đi kia, đi nhiều hơn là làm. Thì đây cũng là một cái mà đã đánh dấu chú Bảy phá kỷ lục trong các thời tổng thống tiền nhiệm về cái chuyện đi chơi nhiều hơn là đi làm. Và bây giờ mình sẽ đi vào một cái phá kỷ lục nữa, mà trong 10 tổng thống thời tiền nhiệm chú Bảy là đã thua xa 10 người này. Đó là như thế này, mời các bạn nhé. Cái mức tín nhiệm của chú Bảy thua xa 10 người tiền nhiệm tổng thống trong cái lịch sử của nước Mỹ. Thì nó như thế này, vào ngày hôm qua trong một cái cuộc khảo sát của Gallup được công bố cho thấy tỷ lệ ủng hộ chú Bảy từ 56%, 3 tháng đầu tiên thì chú Bảy được ủng hộ 56%, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 44%. À như vậy là trong 9 tháng đầu tiên trong cái nhiệm kỳ của chú Bảy thì cái tỷ lệ ủng hộ của chú Bảy đã giảm 11.3%, và cái con số này là nó thấp nhất kể từ năm 1953. Tức là sao? Chú Bảy là người có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 10 người tổng thống thời tiền nhiệm cho đến bây giờ và kể từ năm 1953. Cái tỷ lệ ủng hộ của ông anh của chú Bảy, ông Obama đó, là khoảng 10.1% trong 9 tháng đầu nhiệm kỳ. Rồi cựu tổng thống Jimmy Carter khoảng 8.9%, rồi tổng thống Trump khoảng 4.4%. Các bạn thấy một cái con số đó, tức là bây giờ người ta lấy 9 tháng đầu tiên của 10 vị tổng thống trong cái lịch sử của nước Mỹ thì người ta đưa ra những cái con số, các bạn thấy không, chú Bảy là người cao nhất trong 10 người và tổng thống Trump là người có thể nói là thấp nhất trong 10 người. À thấy chưa, ông Obama 10 chấm mấy nè, ông Jimmy Carter 8 chấm mấy nè, tổng thống Trump chỉ có 4 chấm mấy nè, ông Bush cha Bush con thì 13 12 chấm nè. Nó tóm lại là như vậy đó các bạn. Đó thì đây cũng là một cái chuyện phá kỷ lục của chú Bảy nữa. Tức là trong cái thời gian vừa qua chú Bảy lập rất là nhiều kỷ lục về cái chuyện ký xác lệnh và đưa ra những cái lệnh độc và lạ. Bên cạnh đó chú Bảy cũng phá rất là nhiều kỷ lục, đi làm thì ít nhưng mà đi chơi thì nhiều. Rồi cái tỷ lệ ủng hộ của chú Bảy cũng phá kỷ lục luôn, là thấp nhất trong 10 vị tổng thống. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày Chủ nhật, tôi nên cập nhật cũng như là chia sẻ với các bạn những cái thông tin nóng nhất mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện gây cấn hấp dẫn nóng bỏng nó đang xảy ra dưới cái chính quyền của chú Bảy. Thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please bấm nút chia sẻ để mọi người cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Have a good day. Bye bye.